nhà ga hành khách thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành và khai thác trong năm 2026. Nhà ga được xem là trái tim của sân bay, lấy hình ảnh hoa sen làm ý tưởng chính và sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga. Nội thất khu vực sảnh làm thủ tục được bố trí theo dạng tập trung, gồm khu vực trung tâm và ba cánh. Nhà ga được xây trên khu đất rộng 150 hectare, thiết kế hai luồng đi và đến tách biệt, gồm một tầng trệt và ba lầu. Kiến trúc ga lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống, được thiết kế mềm mại, trẻ trung, như sức sống của một thành phố năng động đang vươn mình phát triển. Bên trong nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy backdrop tại hành lý tự động và 42 kiosk check-in, 27 cửa ra tàu bay, 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, nhà ga T3 thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và một khu vực riêng biệt phục vụ khách VIP dạng thương gia và khách ưu tiên. Điểm nhấn của nhà ga là khu vực bố trí ô lấy sáng trung tâm và ô thông tầng cảnh quan trung tâm nhà ga. Bên trong còn có thác nước nhân tạo và cảnh quan sân vườn. Kết hợp với ánh sáng tán xạ, khu vực bên trên ô lấy sáng chiếu xuống sẽ làm cho hành khách cảm thấy thoải mái như hòa vào thiên nhiên tại khu vực này. Công trình nhà ga hành khách được áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ và đặc trưng của nhà ga hàng không. Vật liệu xây dựng nhà ga còn đảm bảo tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách với giá trị lên đến 35.000 tỷ đồng. Thời gian thi công nhà thầu đề xuất là 39 tháng, được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga quốc nội có công suất 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, và sẽ giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.